Đồng hồ Zuvenia bọc vàng toàn thân các bác ơi. Một thương hiệu Thụy Sĩ lâu đời với gần 200 năm lịch sử. Và các nhà sưu tầm đồng hồ trên thế giới thì họ cực kỳ yêu thích các mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Zuvenia này bởi sự độc đáo, sang trọng, tinh tế và đẳng cấp. Và đầu thế kỷ thứ 20 thì các quý tộc họ rất là ưu ái lựa chọn các mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu này để đeo lên trên cổ tay. Chào mừng các bác đang theo dõi video kênh đồng hồ Kiên Đồ Cũ, kênh chuyên chia sẻ và giới thiệu về các mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng. Và trong video ngày hôm nay thì cửa hàng Kiên chia sẻ đến các bác là 8 mẫu đồng hồ xưa mà các bác cùng theo dõi video. Các bác yêu thích chốt đơn theo số Zalo trên màn hình giúp em ạ. Mẫu đầu tiên trong video ngày hôm nay, một chiếc Slava. Một em Slava phiên bản kỷ niệm. Kỷ niệm này là năm thứ bao nhiêu đây? Ở đây em không đọc rõ được cái năm này nữa. Số 22 năm 88H à? Họ ghi này thì chắc là liên quan đến một cái người chủ cũ của chiếc đồng hồ này. Nói chung là đây là một phiên bản kỷ niệm. Như là năm 60 à? Năm 60 Summer à? Các bác có thể biết là đây là một chiếc đồng hồ phiên bản kỷ niệm. Và hình thức của chiếc này thì có lẽ là người chủ cũ họ nâng niu giữ gìn rất là cẩn thận, nên chiếc này hình thức còn rất là đẹp. Được bọc vàng, bọc vàng au 5 có khắc triện này. Em ở đây cái cạnh này của đồng hồ thì có hai núm điều chỉnh các bác nha. Hai núm điều chỉnh. Nút phía trên này được làm khá là nhỏ và làm chìm cùng với một cái khe này để ấn xuống các bác nha. Sẽ là điều chỉnh cái lịch, em sẽ ấn vào đây. Đó, các bác sẽ thấy là động tác rất là nhẹ nhàng thôi để điều chỉnh cái lịch ngày của đồng hồ. Đó. Em này thì số học trò. Bên cạnh đó thì núm ở vị trí góc 3 giờ này sẽ là để điều chỉnh kim giờ và kim phút. Từ đó cũng sẽ giúp điều chỉnh được lịch thứ của đồng hồ. Em này sở hữu bộ máy cơ tự động lên đến là 27 chân kính. Phần mặt được kẻ tia theo chiều ngang, chạy tia theo chiều ngang. Các bác có thể thấy là dưới ánh sáng chuyển từ mặt đồng hồ chuyển từ màu xanh sang màu bạc rất là linh hoạt nha. Với một chiếc đồng hồ Slava bản kỷ niệm, máy automatic và sở hữu lên đến 27 chân kính như thế này thì đây là một chiếc đồng hồ rất là đáng để các bác sưu tầm và sở hữu nha. Em này có mã là S9 và giá cực tốt này. Giá chỉ có 2,2 triệu cho chiếc này thôi. Giá quá là tốt để các bác sở hữu được một em đồng hồ Slava như thế này nha. Đấy, thân vỏ bọc vàng còn rất là đẹp. Máy cơ tự động nguyên zin nguyên bản. Và đây là một phiên bản kỷ niệm. Đấy, em lưu ý các bác, đây là một phiên bản kỷ niệm luôn, nên nó mang rất là nhiều những ý nghĩa theo thời gian. Bộ kim cổ với phần kim dây đỏ nổi bật trên nền mặt trắng của đồng hồ. Em thấy là chiếc Slava này size mặt của nó cũng khá là lớn. Bây giờ em sẽ kiểm tra cái size mặt này nha. Size 36,7 các bác ạ, size 36,7. Cho các bác cổ tay từ 18 trở xuống đeo chiếc này đẹp. Vâng, chốt đơn cho em nha. Slava S9 phiên bản kỷ niệm, máy cơ tự động 27 chân kính, hai ô cửa lịch, có nấc chỉnh lịch ngày nhanh. Giá chỉ có 2,2 triệu đồng thôi. Bọc vàng có khắc triện luôn. Mức giá này quá là tốt để các bác sưu tầm một em đồng hồ Liên Xô cổ rồi. Tiếp theo là đến với một chiếc đồng hồ lộ đáy của Thụy Sĩ đến từ thương hiệu Gold Star. Chiếc này là máy cơ tự động. Để em xem nào. Máy cơ tự động 25 Jewel, 25 chân kính này. Với cái máy cơ tự động này thì có hỗ trợ cả cơ cót cho các bác luôn. Một ô lịch thượng góc 12 giờ.
các vị trí còn lại là đính cọc đá. Lớp vỏ bên ngoài của đồng hồ là vỏ mạ vàng. Với lớp vỏ này thì có thể thấy là cái thời gian mà đồng hồ này ra đời nó tầm khoảng từ những năm 1970. Em này núm, khả năng là núm lai các bác nha. Núm lai này. Tuy nhiên rằng là phần máy của em nó thì rất là chất. Máy cơ tự động mạ vàng và đồng thời là có cái hỗ trợ cơ cót luôn. Đây là em sẽ điều chỉnh cái nấc chỉnh nghịch này cho các bác cùng xem. Em này đời mã là G22, giá chỉ có 1,9 triệu thôi, giá quá là tốt cho một chiếc đồng hồ cơ tự động của Thụy Sĩ. Có nấc chỉnh lịch ngày nhanh các bác nha. Với cái nấc chỉnh lịch ngày nhanh như thế này thì rất là thuận tiện trong quá trình các bác sử dụng. Đó. Sau đó rút tiếp một nấc số 2 thì là điều chỉnh được kim giờ và kim phút của đồng hồ. Rất dễ điều chỉnh thôi. Mặt vàng mỡ gà. Size mặt của em Goldstar G22 này là size 35, dễ đeo. Chốt đơn cho em nha, một chiếc đồng hồ cơ Thụy Sĩ. Máy 4 tầng 25 Jewel 25 sân tính và giá của nó là G22, giá 1,9 triệu ạ. Mẫu số 3, một em đồng hồ đến từ thương hiệu Souvenir. Em này với thân vỏ bọc vàng toàn thân. Ở phần đáy đồng hồ các bác có thể thấy được logo hai chú sư tử bên cạnh cái biểu tượng của thương hiệu Souvenir này. Nhìn qua cái logo này thôi là có thể thấy là đây là một cái thương hiệu có sự chăm chút về từng cái chi tiết trên phần mặt đồng hồ các bác nha. Chữ họ làm rất là đẹp này. Với thương hiệu Souvenir này thì luôn luôn được các nhà sưu tầm của các quý tộc xưa họ đánh giá là thiết kế của đồng hồ luôn hướng tới là sự trau chuốt trong từng chi tiết. Sự sang trọng, cao quý và đẳng cấp. Em này có phần núm zin này. Đầu thế kỷ thứ 20 thì mẫu Souvenir này thường là chỉ có quý tộc họ sử dụng các bác nhé. Thực sự là đây là những chiếc mẫu đồng hồ dòng cao cấp. Và trước đây thì thương hiệu này họ còn sản xuất với cái số lượng nó còn giới hạn nữa các bác ạ. Nên là nó thuộc những chiếc đồng hồ mà thuộc cái dòng thương hiệu nó giống như là kiểu túi, chiếc túi cao cấp, túi gì nhỉ, Hermes hay túi gì ấy, mà họ sản xuất số lượng giới hạn đấy. Những chiếc đồng hồ này nó cái thời gian mà lúc mà nó ra đời đấy nó cũng là như vậy đấy các bác ạ. Nhưng các nhà sưu tầm họ cực kỳ là yêu thích các mẫu đồng hồ thuộc thương hiệu Souvenir này. Trở lại với chiếc đồng hồ ngày hôm nay thì thân vỏ là bọc vàng toàn thân. Núm zin logo này. Chiếc này có mã là G2 Souvenir. Có size mặt là size 35. Size này rất là dễ đeo. Nó tương ứng với những các mẫu, với size mặt của các mẫu đồng hồ Omega. Mặt bên trong là mặt bát úp kim cọc mạ vàng. Phần mặt có màu vàng, vàng ánh. Đấy các bác ở thế này, rất là sáng và đẹp nha. Vâng, chốt đơn cho em chiếc này nha. Em này máy cơ lên dây, giá chỉ có 2 triệu cho một chiếc đồng hồ của thương hiệu Souvenir thôi. Giá quá là tốt để các bác sở hữu được em này nha. Vâng, chốt đơn cho em G2. G là chữ viết tắt đầu của cái chữ Souvenir này các bác ạ. 2 triệu rưỡi cho em này. Tiếp tục với em đồng hồ Timex. Em Timex với thân vỏ bọc vàng. Timex thì là thương hiệu đến từ Mỹ, rất là quen thuộc với các bác yêu đồng hồ rồi. Em này có thân vỏ bọc vàng và nhìn tại vị trí này các bác sẽ thấy là lớp vỏ bọc rất là dày này. Đó. Mặt có lên dầu nhẹ ở phần trung tâm.
Em này mã T14 là giá 1,2 triệu, máy cơ lên dây. Đồng hồ Timex cơ lên dây, thân vỏ bọc vàng, đáy inox và giá thì chỉ có 1,2 triệu cho em này thôi ạ. Mẫu số số 5 trong video ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ Orient. Em này là Orient, thân vỏ inox, đồng hồ Nhật chính hãng, nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Máy cơ tự động. Với chiếc Orient này thì họ rất là chăm chút cái phần logo này, các bác có thể thấy là logo của em này rất là đẹp. Và em này thì máy là máy độ đáy, độ đáy với quả lắc bên trong là quả lắc vàng. Đây em sẽ zoom cận cảnh phần máy bên trong nhé, các bác sẽ thấy này, máy rất là độc và đẹp này. Em này sở hữu một bộ máy mini rất là xinh. Quả đào các bác có thể thấy là kích thước quả đào nó nằm gọn ở bên trong phần nhỏ như thế này. Đó, máy cơ tự động và em này là có đi kèm với hỗ trợ cơ cót cho các bác luôn. Em này sở hữu bộ dây số zin nhé. Có điều là cái khóa này của em là khóa line, khóa line của WeCost thôi, còn lại là dây đẹp đó. Em này thân vỏ inox, đeo trên tay thì rất là sang. Nó còn một chút dạ quang nhẹ phần kim. Có một ô lịch luôn ạ. Chiếc này sở hữu phần mặt trắng có ánh bạc. Đó. Mặt kiểu màu xám bạc thì đúng là màu trắng. Cái này là màu xám bạc. Bên ngoài nhìn cái tia này rất là đẹp các bác nha. Em thấy rằng là em quay video này cũng rất là chi tiết rồi. Nhưng các bác mình cố gắng mình xem kỹ video cho em nha. Có nhiều bác ấy chọn mua đồng hồ các bác xem không có kỹ đấy, thậm chí em gửi ảnh rồi các bác nhìn lướt qua thôi, xong đến khi nhận đồng hồ các bác lại bảo là anh không xem kỹ đồng hồ thế này thế kia, thành ra là khó cho các bác cũng là khó cho cả em luôn, bởi vì là sẽ có nhiều bác cùng muốn đặt một cái mẫu đồng hồ, nên là khi mà các bác đã chốt thì các bác cố gắng là mình xem kỹ lại hình ảnh, như là xem kỹ trong quá trình mà em giới thiệu video như này, vì em quay này là đồng hồ hình ảnh, đồng hồ là thực tế luôn rồi, đây này nhìn rõ cả cái phần vân tay của em lên luôn đây này. Đấy, bao đi là nó hết nha, có vết xước vào trên đây là các bác cũng nhìn thấy rõ hết rồi, nên là hình ảnh này là thực tế nhất rồi, còn các bác có muốn gửi ảnh thì em cũng có ảnh gửi cho các bác rồi. Và chiếc này là O4 này, máy cơ tự động hỗ trợ cơ cót Orient chính hãng Nhật, giá chỉ có 2,2 triệu cho em này thôi. Em lưu ý là các bác cổ tay từ 16 trở xuống đeo em này là đẹp nha. Cổ tay lớn hơn thì đeo nó sẽ nhìn hơi nhỏ. Size 34. Mã O4 giá 2,2 triệu. Cuối video ngày hôm nay là một em đồng hồ đến từ thương hiệu Elgin. Rồi em nó vừa nhận lịch đấy các bác nha. Em Elgin này sở hữu bộ máy cơ tự động, thân vỏ bọc vàng dày dặn. Và ở đây người ta còn ghi cái thông tin là bọc vàng 20 micron luôn các bác nhé. G20 này bọc vàng dày 20 micron luôn. Đấy là lớp vàng bọc của em này rất là dày. Đáy inox. Mặt có lên dầu nhẹ. Có một ô lịch tại vị trí góc 3 giờ và cái này để em xem có nấc chỉnh lịch nhanh không nha. Cái này nó không có nấc chỉnh lịch nhanh. Đấy, có cơ cốt hỗ trợ luôn. Rồi em sẽ mở phần máy nha. Chiếc này thì mở máy dễ. Phần máy bên trong cực chất và sáng đẹp. Máy Elgin 997, máy này nó quá chất luôn các bác nhé. Máy sáng bóng tính luôn này. Máy vàng hồng 17 chân kính. Và em này thì có hỗ trợ cơ cót đi kèm. Máy cực chất cho em đồng hồ của em này luôn. Và em này có tầm giá là 2,5 triệu là giá chuẩn của đồng hồ mã E9 các bác nha. E9 giá 2,5 triệu này. Máy thì như vừa em vừa giới thiệu rồi đấy. Với cái phần máy đẹp như vậy, chất như vậy và phần vỏ bọc vàng rất là dày,
thì là chiếc đồng hồ này có tầm giá rất tốt để các bác sở hữu nha. Giá chỉ có 2,5 triệu cho em này thôi. Một chiếc Elvin. Elvin này là Elvin của Thụy Sĩ. Sa mặt 33 cho các bác cổ tay dưới 16. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ngày hôm nay tại kênh đồng hồ Kiên Đồ Cũ. Với các bác lần đầu biết đến kênh Kiên Đồ Cũ, các bác hãy ấn nút đăng ký màu đỏ ngay dưới video này kèm biểu tượng chuông để các bác sẽ xem được những video mà Kiên Đồ Cũ lên sóng trong những lần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.